Tại chương trình, thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện, đoàn đã hỗ trợ 40 triệu đồng nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà của đoàn và của tỉnh cho người dân là đồng bào Công giáo ở xóm Triện 2, xã Nhã Lộng.